Em xin chào các bác. Thắng Lô giới thiệu đến các bác một lô loa Nhật thế hệ 8X. Thế hệ 8X tức là những cái cặp này thì chủ yếu là sản xuất những cái năm 80. Những cái năm 80. Đấy, clip này báo giá cho các bác một số cái mẫu phổ thông. Cái lô em quay thì có mỗi một cái cặp em đang chỉ đây, gần đỏ đỏ ấy, là cái cặp mà gọi là không cùng cha mà cũng chẳng cùng mẹ, với cái lô còn lại riêng cặp đấy là của Mỹ, còn lại là của Nhật hết. Và cái lô của Nhật này thì chủ yếu là sử dụng bát 30, 31 đó, sẽ báo giá cho các bác từng đôi một. Thì thực ra với những cái dòng loa ba ấy thì với những anh em chơi audio mà không ưa chuộng hàng cũ thì những cái cặp loa mà thế hệ 8X này thì anh em bảo cái đồ này thì vứt đi, dùng gì nữa. Thực ra thì cái đấy đấy là anh em chưa chơi thôi. Đấy, và anh em cứ chơi và trải nghiệm thì sẽ biết. Và những cái đồ này thì các bác yên chí là nó còn nồi đồng cuối đá, nó còn bền bỉ theo thời gian. Với cái tuổi đời bây giờ những cái cặp này là đều trên dưới 40 năm rồi thì các bác yên tâm là chơi vẫn gần đấy thời gian nữa, vẫn vô tư nhá. Đầu tiên thì muốn giới thiệu đến các bác cặp này đi. Bên trái có phải trước cặp Yamaha 690 nhưng mà là Mark 3. Mark 3 là 3 la mã. Cặp này thì cấu hình là bát 30. Cặp này em sẽ để cho các bác giá là 10 triệu. 10 triệu tròn. Đấy. Giá hàng bãi thì cũng cố gắng, thời điểm này nó cũng đang dịch cũng khó khăn, chia sẻ các bác mỗi người một chút, cước về nó cũng rất là cao. Và với cái cặp 690 ba la mã thời điểm này tháng 7/2021, cặp loa đẹp như này có giá là 10 triệu. Cặp này thì là một trong cặp rất hay. Cặp này và cặp 1000M là hai cặp mà dòng Yamaha gia đình anh em rất ưa chuộng. 690 ba la mã tiếng cực hay nha các bác nhá. Rồi, cặp kế bên là cặp VS100, là cặp loa Mỹ, VS100 sạc Vega màu nâu, nâu xịn như vậy là màu đen lên vỏ nhé. Cặp này để cho các bác giá là 10.800.000, cũng giá cũng cân đối tốt rồi. Cặp này bình thường cũng 11.5-12, sử dụng bát 25, vân gỗ, vân xịn nhé các bác nhé, không phải vân đen, đen lên màu thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi, kế đến là cặp Diatun, cặp UnQ D77. Cặp này sử dụng bát 31 màng carbon. D77 các bác nhé. Bát 31 màng carbon. Đấy. Cặp này thì để cho các bác về giá là 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi nhé các bác nhé. Đấy. Rồi, đến cặp bên cạnh là cặp 73D 2 la mã. 73D 2 la mã. Đây. Em này sử dụng bát 32. Em này giá 8 triệu rưỡi. Tất cả những cái sản phẩm này báo giá cho bác là trong thời gian là tháng 7/2021. Giá có thể biến động tăng hoặc giảm tùy theo cái thời gian, thời điểm và tùy theo đích danh của cặp loa nó đẹp hay xấu nhé các bác nhé. Lô này em sẽ còn về nữa. Đấy. D77 rồi. Cặp này là cặp Diatun 77AX. Cặp này sử dụng cũng bát 32. Cặp này để cho anh em giá 8 triệu 2. Giá rất là tốt, 8 triệu 2 nhé. Đấy, cũng bát gấu đấy. Con này các bác kết hợp nghe nhạc, hát ít thôi, hát gọi là amateur. Thực ra dòng này dòng chuyên nghe nhạc. Còn hát hò thực ra các bác nghêu nga, thỉnh thoảng các bác nghêu nga, các bác biết chỉnh thì ok. Tại vì cái dòng nghe nhạc và dòng hát thì nó chỉ khác nhau ở cái thiết kế và cái chịu đòn của đặc biệt là của loa tép. Đó. Cặp bên cạnh là cặp 73D. Cũng để bằng giá cặp này đi, 8 triệu 2. Nha các bác nhá. Đó. Đấy, sơ qua như vậy báo giá các bác cái lô loa mới về. Anh em mà ưa chuộng dòng nào thì nhấc máy điện thoại cho bên em số 098 369 8887. Hy vọng là sẽ được phục vụ các bác, đặc biệt là trong cái thời gian dịch như này, khó khăn chia sẻ mỗi anh em một chút. Hy vọng là đưa đến các bác được những cặp loa ưng ý, chất lượng đó.
giá cả thì là một chuyện, nhưng quan trọng nữa là cái chất, đúng chất bãi về. Đấy, chất bãi chưa sử dụng ở Việt Nam, bãi Mỹ, bãi Nhật. Đó, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và đương nhiên là âm ly thì em cũng sẽ đầy đủ phục vụ các bác để ghép với những cái cặp loa như thế này. Rồi, giá báo tại shop nhé các bác nhé, tại shop Audio, Tràng Audio. Địa chỉ đây các bác chụp ảnh màn hình, số điện thoại đầy đủ nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác có sức khỏe tốt, công việc ổn định. Đặc biệt là trong cái thời gian dịch như này thì quan trọng nhất là cái công việc ổn định, mình có làm sao mà ổn định thu nhập được là tốt nhất, công việc nó không bị gián đoạn, cái đấy là cái tốt nhất. Đấy.